Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, không khí ở vùng hoa cây cảnh huyện Văn Giang đang rất sôi động, lượng người mua và giá bán đang có chiều hướng tăng cao. Người dân nơi đây rất phấn khởi vì có thêm một mùa vụ bội thu. Trên các tuyến đường dẫn vào hai làng nghề hoa cây cảnh xã Xuân Quan và xã Phụng Công, huyện Văn Giang, những ngày này rất tấp nập và nhộn nhịp. Các sản phẩm hoa cây cảnh đang được các thương lái khẩn trương vận chuyển lên xe để mang đi các tỉnh xa cho kịp phục vụ thị trường Tết. Các nhà vườn đang tấp nập giới thiệu, quảng bá, bán, phục vụ khách hàng. Trung bình mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và tìm mua các sản phẩm của địa phương. Về đây có nhiều lựa chọn hơn rất là nhiều. Giá rẻ, phục vụ thì rất là nhiệt tình. Cảm nhận lần đầu tiên đến thì thấy là rất là đẹp và rất nhiều giống cây. Giá cả thì phải chăng. Con người thì rất là thân thiện. Bây giờ thì là các mặt hàng đều bán rất là chạy. Hàng của dân mình là đã tiêu thụ gần như là được đến 80% rồi. Ôi vui lắm nhỉ. Còn tại các xã chuyên trồng cam, quất, bưởi cảnh, thời điểm này đã có trên 80% diện tích cây được khách hàng đặt mua. Thông thường đến sau ngày 20 Tết, các thương lái mới tập trung đến vận chuyển. Năm nay, quất, uốn tỉa, tạo thế, trồng trong chậu, lọ lục bình đang là loại cây thu hút được khá nhiều khách hàng. Giá bán tương đương năm ngoái, trung bình ở mức từ 400 đến 500 nghìn đồng một cây quất dáng tháp và từ 500 đến 700 nghìn đồng một cây quất trên chậu. Cam, quýt, bưởi cảnh đã lên chậu có giá bán trung bình khoảng từ 2 đến 4 triệu đồng một cây. Đông người mua lắm. Thị trường bây giờ thì tóm lại đầu tiên thì cũng có bà con cũng có một chút về lo lắng, như đến hiện tại giờ này là mọi người là đều là đâu đấy vào hết rồi. Đó, là chuẩn bị rồi, là đón xuân là to đấy. Theo người dân cho biết, giá bán hoa cây cảnh trong vài ngày gần đây đang có chiều hướng tăng và rất có thể còn tiếp tục tăng trong những ngày tới do lượng hoa nhập bị hạn chế, đào rừng ít và kinh tế ổn định, vì thế sức mua tăng cao.